Theo Trung tá Chế Công Tân, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, khoảng 4 giờ 15 phút ngày 28 tháng 5, cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet Huế Zone bị cháy. Qua nắm thông tin ban đầu, có 14 người đã thoát ra bên ngoài. Tại tầng 2 và tầng 3 của cơ sở kinh doanh game, còn 3 người mắc kẹt không thể thoát được. Lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai xe thang tiếp cận hiện trường. Trong số 3 người bị mắc kẹt được cứu, một người của cơ sở kinh doanh hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Hai người còn lại là khách chơi game, sức khỏe vẫn bình thường. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký chỉ thị số 06 trên CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Chỉ thị nêu rõ, để kỳ thi và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2022 được triển khai an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng chống hiệu quả dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi. Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân của thí sinh ở tất cả các điểm thi. Trường hợp phát sinh tình huống bất khả kháng cần xử lý kịp thời, phù hợp thực tế, bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh. Tổ chức thanh tra kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, của Thanh tra Chính phủ, bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế. Thủ tướng yêu cầu không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham dự kỳ thi. Trường hợp phát sinh tình huống bất khả kháng cần xử lý kịp thời, phù hợp thực tế, bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 7 và ngày 8 tháng 7 tới. Năm nay có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Sáng ngày 28 tháng 5, Ủy ban Nhân dân quận 8 khai mạc tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền quận 8 lần 1, diễn ra từ hôm nay đến 12 giờ ngày 4 tháng 6 với hàng trăm gian hàng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 8 Nguyễn Thị Thu Hoa cho biết, tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền là sự kiện lần đầu tiên được Ủy ban Nhân dân quận 8 tổ chức trên tuyến đường Bến Bình Đông, đoạn qua phường 13 và phường 14. Trong đó có 10 gian hàng mây tre lá trưng bày đặc sản của hai tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre. Tại các gian hàng này, người dân có thể thưởng thức món ăn, đồ uống chế biến từ trái cây, ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật của các nghệ nhân trang trí linh vật từ trái cây, xem biểu diễn trò chơi dân gian hay trải nghiệm quy trình gói, nấu bánh ú lá tre là nghề truyền thống của người dân quận 8. Trưa ngày 28 tháng 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, nắng nóng đang có xu hướng gia tăng ở khu vực Trung Bộ. Dự báo từ hôm nay ngày 28 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất trong ngày từ 55 đến 65%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 đến 16 giờ. Ngày 27 tháng 5, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cho biết mực nước trên sông Mekong ở nhiều nơi đang cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1,70 đến 2,93 mét. Cụ thể, ghi nhận tại trạm Krasi, Campuchia đã đạt mức 10,92 mét, cao hơn mực nước trung bình mùa khô 2015 đến năm 2016 là 2,93 mét và từ năm 2020 đến năm 2021 là 2,36 mét. Dung tích biển hồ hiện khoảng 3 tỷ mét khối, cao hơn dung tích trung bình 5 năm qua, khoảng 1,37 đến 1,83 tỷ mét khối. Dự báo tuần tới, đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục có mưa xuất hiện trên diện rộng với lượng mưa khoảng 60 đến 80mm. Đội tuyển U23 Việt Nam đã tiến hành buổi tập cuối cùng tại UAE vào tối ngày 27 tháng 5 trước khi so tài cùng đội chủ nhà. Đây cũng là trận tập huấn duy nhất của đội để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2022. Được xem là buổi tập quan trọng khi huấn luyện viên Gong Okyun đã dành phần lớn thời lượng để rèn về cách di chuyển, phối hợp trong tấn công và phòng ngự. Ông đặt ra yêu cầu với các học trò là cần phải xử lý thật nhanh trong mọi tình huống, nhanh trong luân chuyển bóng và nhanh cả trong tư duy chơi bóng. Trận tập huấn giữa hai đội U23 UAE và U23 Việt Nam diễn ra vào tối ngày 28 tháng 5.